say. Kiếm thật nhiều tiền cầm trong tay, bao nhiêu cho đủ cái bom tử này, nhưng anh vẫn thiếu ở trong này. Đầu óc anh luôn ở trên mây, chỉ cần có em trong vòng tay, anh nguyện trao cho em mọi thứ. Lượt qua anh đôi mắt hai mỹ nhìn trong thật yêu, baby nất na hơn bao nhiêu cô em mà anh chỉ nghĩ suy. Đắm say khi thân em vừa trắng lại là vừa tròn, baby nất ngây thơ của em chẳng thể nào chết. Dẫu đi đằng sau thân hình không bao nhiêu anh nhìn, anh cũng không gấp nên để anh mời em một ly. Như đơn kho báu anh là Luffy đã bao lâu đi kiếm tiền để anh chăm sóc dù mai còn bận lên TV. Hãy đi cùng anh và feeling my soul, feeling my soul. I wanna do is kick it with you, the feeling my soul, feeling my soul. Đứng bên cạnh em anh không cần phải biết cú, baby feeling my soul. Yêu chứ, ông ta đã cho, sẽ chỉ các thứ không phải làm khó, không phải đại hư, nên em đừng lo. Nên em không dư, nên anh chỉ trao cho em, chứ không dư để kiếm thêm tình hợp. Check profile, anh xem bao nhiêu cô em vẫn nét đợi cho em sắc son. Anh thì chút tình âm mà lon, em vẫn một mình chơi đây. Cho mình em thuộc về nhau, wow. Càng càng cánh anh càng thêm sao xuyến sao. Có lúc chịu lúc với điều khiến anh nhìn suy. Thì sẽ lượt nhưng không thể cực như thông bộ kỳ. Nếu phải nói cứ phải ăn khi đói nữa, thế thì em phải nói nộp đắc phí. I'm in love with Malaysian girl, love with Taiwanese girl, love with Indonesian girl, love with Chinese girl. Và nét đẹp tự nhiên, từ cái nhìn đầu tiên. Em Vietnamese girl khi em có tóc vẻ đẹp anh mơ. Ghi đẹp như là được chi
truyền khi mà tay cầm tiền của team đi đường quyền. My mama love it. Khi ba mẹ tự hào là bước đi tới không cho dù nào biết chơi biết cổ ăn cá ăn đó trong một tình huống biết sử dụng nào biết đọc biết trong kỳ tiếng quả biết tình cả nhà ra mà tính cách chưa còn biết gì trên tập tiền. Oh baby how you make it, tất cả đều là do baby make it. A M P M luôn khác biệt, dễ chịu dễ chịu, dễ thương dễ chiêu nhưng mà không dễ hiểu nè. Biết lưu giữ chính kiến chất điên ngầu, đời sẽ có từ bé phải rất điên dù đôi khi làm cho hater tức điên đầu. Tất nhiên rồi, tất cả là do trời cho, mẹ bé có bé như là lời to. Sinh ra để MC mê cầm tiền nguyên chim đi đường quyền. Di dầu cầu giang đăng đình, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học. Con đi trường học, mẹ đi trường đời. Mẹ ơi, điều mà làm cho con đáng tiếc nhất đó là cái thời gian mà con được ở bên cạnh mẹ và ăn những cái món mà mẹ nấu, thay vì là mì gói với hột gà, cơm trắng với cá mồi. Để đổi lại con được thấy trong đời, xin lỗi mẹ con hứa tới bảy này về nhà. Cũng mấy lần rồi, năm mười mấy đã lấy hành lý vì đam mê bùng cháy thành tí. Vì chừng ấy con thấy đường đáy đừng nhét cái đứng dậy thằng tồi. Bên xe này lăn con nhiều nơi về là phần phước, trên chiếc cấp tàn một chuyến. Tiền Giang mày thô cần đứt thiếu niên nông thôn không khôn, nhưng biết học hỏi điều cười nở trên mặt đất khô khan. Lọc bụi vào phổi và đổi bột vàng bằng một bột sỏi, văng cái ôm vào lòng mẹ. Chỉ gặp ai phải cay đắp tay, con bước đi bằng chân thành. Họ lại đó chơi game nhập vai, con đắm đầu vào cái sai để một mai không mong lặp lại. Và cũng có khi con chưa chắc đi, nhưng qua quý đã dạy con tập dài. Trời xa ánh mặt trời đang gọi lên bóng hình, con đi để tương lai sắp nhỏ sau này sẽ không chật vật giống mình. Đi để mẹ thay manh chiêu rách và đóng lại một chiếc giường hoa. Và con phải thành người đàn ông bản lĩnh để không ai dám coi thường cha. Ở nhà quê mới lên, lúc từng ở nhà quê mới lên, chưa tìm được mái che nằm tạm băng ghế với xe. Đêm làm tay nghe tiếng gió ru, tâm có tình khi tim có tu. Từ nó lập công từng dành cho mình là do nó tốt hay do nó ngu. Ở nhà quê mới lên, lúc từng ở nhà quê mới lên, chưa tìm được mái che nằm tạm băng ghế với xe. Đêm làm tay nghe tiếng gió ru, tâm có tình khi tim có tu. Từ nó lập công từng dành cho mình là do nó tốt hay do nó. Cứ tự bản năng theo luật đường phố để chỉ rõ đường mà chẳng tỏ thương. Như đủ cần rồi dần xin kệ ngoài mẹ luôn. Mong con bình an yên vui thì họ chỉ muốn con lộc xác thành chiến binh tinh nhuệ. Và sự kiêu hãnh đó mang lại hương danh như là cướp đi huynh đệ. Tay nghe là khinh tệ, để bọn họ dạy con tinh tế. Biết cách chơi, biết sinh kế. Ta chỉ nghèo khi thiếu kiến thức chứ không biết chất khi thiếu kinh tế. Ta tồn tại bao nhiêu vai trò, ta đâu ngại lội ngược dòng sông. Khi bậc thiên đi soi đò, lòng này mà chờ ai đo. Mẹ ban cho con linh hồn hình hài, tay chân lành lặn và tấm lòng hướng về website. Nên quyết phải sống cho đáng kiếp này trước khi tự thấy mình thành cặn. Mẹ muốn con vui thì con chơi tới mặc kệ phiền ai đâu mai no. Con chia anh em ít khói soi, anh em cho con quần áo mặc, lặng lẽ về ước mơ thành hình và nhắc mình ít nói ít nôi. Hành trang mang theo hành trình được quy đổi thành tình. Mẹ ơi chiếm lấy lòng người là một tội ác sớm muộn con cũng bị chủng lôi khác đem ra hành hình. Âu ơ gì dầu cho con nhớ về những ngày mà con còn nằm nôi. Con trai mẹ không quỳ giữa thiên hạ, con chỉ quỳ khi mẹ cầm rồi. Dù tương lai đảo hoa hay bế tắc, được thấy mẹ trước mắt hoặc là khán giả sau màn ảnh để bắt ghế và ngồi coi. Đông rồi gần hết tuổi trẻ nên mong cánh cửa con sẽ mở ra và nghe chàng ơi con trai của mẹ về tới đây rồi. Ở nhà quê mới lên, lúc từng ở nhà quê mới lên, chưa tìm được mấy che nằm tạm ở ghế bên xe. Đêm nằm tay nghe tiếng gió ru, tâm con tình khi tim con tu. Thương nó là con tự dành cho mình là
rồi, ở thí. Miss RT teacher, mắt em chớp chớp hai nháy. Ba người tranh nhau thi đua, không thể giữ chắc chắc tay lại, không thể đừng hỏi chi thua. Thầy anh có chiếc hai cánh, cổ luôn lấp lánh khăn để sạch tâu. Vòng ba anh cho hai đấy, khiến cho u buồn không thể lệch tâu. Lời em nói thấm sâu thính qua, mắt em giống cả lớp kính râm. Xưa chưa anh nghèo giờ hối hận chưa? Này anh sang giàu giờ hối hận chưa? Con tim anh đâu dễ dãi cho em giờ, để mà vội vàng trao đi chất tí. Anh đã học được môn võ lạnh, từ trong đôi mắt chỉ đất khi bước lên xe đi overnight. Anh thích nghệ thuật đừng bán anh giấy tờ. Chiều lên Na Lai nguyên đêm lai dai, bao cuộc vui cuồng đến anh thấy giờ. Yêu đương gì tầm này nhà bao viên rồi, lỡ đập đầu vào chạy làm sao thì thôi. Yêu đương gì tầm này nhà bao viên rồi, sẽ được ngôn tình anh cho ao trên thôi. Yêu đương gì tầm này nhà bao viên rồi, lỡ đập đầu vào chạy làm sao thì. Yêu đương gì tầm này nhà bao viên rồi, sẽ được ngôn tình anh cho ao trên. Bao việc làm, yêu đương hôm nay anh không mang. Yeah, bao việc làm, xin thôi khiến môi anh vội vàng. Yeah, như sấm sét boy anh là đợt thôi. Tẩy em trắng xóa như là cờ lá. Em này là ai vậy Johnny T? Tôi đang bận livestream on TV à. Em đi sói đói sẽ không thả nái, chi phải nói dối sẽ không xả vai. Cố tình hứng cho xương ở trên bả vai chứ, lại thường chờ anh đến và giờ thả lái. Hẹn em hôm nay em là bảo mái, anh chỉ hôn tay không lừa đảo ái. Anh cần thảo mộc không cần tháo mày. Em cầm bao bọc, cầm bão lại. Bước lên xe đi overnight. Anh thích nghệ thuật đừng bán những giấy tờ. Chiều lên Na Lai nguyện đêm lai dai, bao cuộc vui cuộc đêm nay anh thấy rằng. Yêu đương gì tầm này nhà bao biệt rồi, lỡ đập đầu vào chạy làm sao thì thôi. Yêu đương gì tầm này nhà bao biệt rồi, sẽ được ngôn tình anh cho ao trên thôi. Yêu đương gì tầm này nhà bao biệt rồi, lỡ đập đầu vào chạy làm sao thì thôi. Yêu đương gì tầm này nhà bao biệt rồi, sẽ được ngôn tình anh cho ao trên. Bao vệ giờ chưa anh nghèo rồi hận chưa? Bao vệ nay anh sang giàu rồi hận chưa? Hẹn em hôm nay em lại bảo mai, anh chỉ hôn tay không lừa đảo ai. Anh cần thảo mộc không cần tháo mai. Em cầm bao bọc cần cầm bao lại. Bước lên xe đi overnight ride. Anh thích nghệ thuật đừng bán anh giấy tờ. Chiều lên Na Lai nguyên em lại dài. Nguyên em bao trai theo sao đâu mà em thấy mơ. Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi, lỡ đập đầu vào tranh làm sao thiệt thôi. Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi, sẽ được gôn tì anh cho ao trên thôi. Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi, lỡ đập đầu vào tranh làm sao thiệt thôi. Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi, sẽ được gôn tì anh cho ao trên thôi. Và con nhớ về những ngày còn ở bên ba mẹ. Những ngày đó thật sự được tuyệt vời. Còn nhớ những chiều ăn ốc với mẹ ở quán cái me. Nhờ chiếc xe canh nén ngồi ông ba già bộ say xe. Nhờ ngày đầu bên bếp mẹ dạy con nấu thay mẹ. Nhờ những bài nhạc cổ điển mà hai ba con mình vẫn hay nghe. Con từng ví mình là ngọn cỏ, còn ba mẹ là cả rừng cây. Xem mình là một chú chim nhỏ được bao bọc giữa lưng chừng mây. Khi ba nấu mắt không còn rõ, không còn tỏ, thì con biết ông trời đang cướp hai người con yêu nhất đi từng giây. Ba không muốn con theo nghệ thuật vì con đường này không chắc chắn. Mẹ sợ rồi sẽ bị lật trong khi con mày mơ đắc thắng. Nhưng con sẽ không dừng lại, dù vẹn vật thế gian đổi dời. Chỉ cần một niềm tin duy nhất thì con vẫn sẽ cố, để mai sau này ta đổi đời. Nhiều người họ ghét sao băng, ước mơ họ như vết dao găm. Điều họ cần là cảnh quay quần bên mâm giao thừa vào Tết bao năm. Nên con yêu bữa cơm gia đình, có món cá và canh cải xoăn. Và yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn. Và đó là tất cả những gì mà con muốn nói. Con yêu ba mẹ nhiều lắm. Bây giờ chịu một chút cảm xúc nha. Anh come back thêm một lông lo từ phong cách. Làm phần này sống động không giống như ở trong sách. Anh tháo bỏ sự cổ điển đi. Anh muốn khi mọi người gặp anh, họ bảo là anh trông út. Anh có con xe hai bánh. Làm vợ anh xong anh cho em sanh hai bé. Em
anh xin không cho ai sánh. Tình yêu ta dành cho em thì em lo vai trắng. Những cái từ này dành cho em không phải là những lời giả dối. Mỗi khi ngắm em là say, say quên cả lối. Bạn bè gọi anh Nobita vì thì em là bảo bối. Anh không thể sống thiếu em, chỉ muốn bên em cả tôi. Em chịu cưới long hông, anh hứa anh sẽ bỏ đi cái thói lông bông. Sẽ không đi sớm về muộn để em đợi trong mong. Nguyện làm con ngựa cho em cởi nhông nhông. Như người nước ngoài căng thẳng, bởi trong anh lúc nào cũng lo ấu. Không đâu đâu anh chỉ đến văng vẳng. Vài câu chuyện cười để ta kể cho nhau. Đông hạ xuân thu em đều tươi vui. Đơn giản trơn tru bơ vậy vui vui. Em là thỏ trắng, anh là sói và mày săn. Và yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn. Chuyện đó tận sang những người anh em. Hola everybody, hãy đưa cánh tay lên. Nào rap quick chính là một thước phim. Một khoảng thời gian ta bên nhau là dữ liệu cần thế vào. Anh là thí truy đặc ký Tony D. Một điều mà em muốn nói rằng kết quả đã có hề chi. Quả là một vinh dự chưa đến tới trình vợ. Hãy yên tâm là đêm nay em sẽ hết mình ở đây. Đường cũng thẳng như lượt chạy lông. Đôi lúc đi ngược cày giống. Nhưng tôi biết chỉ cần cố gắng thì đến một ngày cũng được trả công. Khi khó khăn như một con quỷ luôn chục chục đều vô lấy tôi. Có thêm động lực chăm chỉ và mình đã làm được rồi đó thôi. Mong mọi người lúc nào cũng vui như đứa trẻ con và tuổi mới. Nên chúc một ngày tốt lành và chúc ngủ ngon vào buổi tối. Tự coi mình là con thiền lạc và âm nhạc là ngọn hải đăng. Nên yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn. Yêu bản thân, yêu mọi người, yêu người thân, yêu nụ cười, yêu lời khen chê của ba mẹ khi có ung thi còn lười. Yêu chị Su, yêu anh Rick, yêu anh Quy, anh Remastic, yêu anh T, anh BNZ, yêu cả ekip chương trình vì đã cho em cơ hội lên TV. Khi nhịp beat này không còn phát, tôi vẫn rap vẫn thật là ác. Mang ý chí của một chiến binh, tự như vôi cực cứng cáp lại tâm sự không khoác lác dèm pha trôi một hướng khác. Và tôi yêu chương trình này vì đã cho tôi được đứng rap. Trận tỉ thí chưa đêm tàn, làm khán giả hồi hộp ngay. Tay hạ dương quá bước lên sàn, chấp đối thủ bằng một tay. Điều duy nhất họ nên làm là sẵn sàng rời khỏi đây. Vì nhiều quy tắc khi đặt trên bàn sẽ làm cho họ bị thổi bay. Nội vận lực họ chưa có đủ, cũng chưa đủ được võ công. Họ nên về nhà mơ ôm gối ngủ, làm minh chủ của võ lâm. Lộ sơ hở từ công đến thủ, dù có đón theo từng đoàn. Tại hạ vẫn thấy họ không đến đủ, chuyện mình đoán theo từng đòn. Và nhà bí kíp võ công trên thế giới nó giúp họ văn võ song toàn. Núi cao thì luôn còn núi cao hơn, và vì nhiều khó khăn song hàng. Và nếu như ai muốn va chạm thì cứ đến đây để đấu 3 ngày 3 đêm. Và dù có sinh tuyệt sắc tuyệt trần là sao điên xấu đảo, như là ma lem thì một đấm dùng tay chắn, hai đấm dùng chắn tay, ba đấm là ngất ngây, bốn đấm là né luôn. Một đấm dùng tay chắn, hai đấm dùng chắn tay, ba đấm là ngất ngây mà bốn đấm là né luôn. Điểm huyệt, điểm huyệt, điểm huyệt, điểm huyệt, à điểm huyệt, điểm huyệt, điểm huyệt, điểm huyệt, à điểm huyệt, điểm huyệt, điểm huyệt, điểm huyệt, à điểm huyệt, điểm huyệt, bốn đấm là né luôn. Giải huyệt, giải huyệt, giải huyệt, giải huyệt, à giải huyệt, giải huyệt, giải huyệt, giải huyệt, ấy giải huyệt, giải huyệt, giải huyệt, giải huyệt, à giải huyệt, giải huyệt, bốn đấm là né luôn. Và từ nhỏ sống trong cổ mộ ở dưới lòng đất cùng với cô, quần và áo chỉ có một bộ, không có bộ giặt cùng với ô mô. Đêm và ngày chỉ cày luyện kiếm, không cần nghe thế sự ngoài kia, không cần tìm người nói chuyện phiền, vẫn cũng chẳng cần tìm cái thói rượu bia. Và đã kiểm tra rồi giấc, nhưng mà trời chẳng và sao, cổ lộ dưới lòng đất, giữ quá underground, thổ lộ thật lòng nhất về đại hội ngày hôm nay. Cảm ơn vì đã giải tỏa khúc mắc trong lòng tay hạ bấy lâu nay. Muốn luyện đấm và luyện đá nhưng không biết rủ ai đây. Bọn nó toàn bảo dương quá phế vật vì không có đủ hai tay. Nhưng cứ thử lên sàn đấu xem ai sẽ bổ căng hơn. Cẩn thận không bắn cho một trường còn đau hơn nhổ răng khôn. Từ người già cho đến trẻ nhỏ, dù đầu xanh hay tóc bạc phơ, từ thánh nhân đến kẻ khu khờ, dù là thiên tài hay óc hạt mơ, dù đã có cuộc sống sung sướng hay là có sống khổ, nhắc đến thần điêu thì ai cũng biết chim siêu to khổng lồ. Làm cho ngụ ý lan truyền sau khi tụ khí đan điền, luôn tôn trọng các bộ lão, không để các cụ ý than phiền. Dù kết quả có thế nào thì sau nhiều điều hướng tới, và cuối cùng thì tài hạ chỉ còn một điều muốn nói. I be love Queen Coco, I be love Queen Coco, I be love Queen Coco, I be love Queen Coco. Đi ăn biển lươn Queen Coco, đi ăn biển lươn Queen Coco, đi ăn biển lươn Queen Coco, đi ăn biển lươn Queen Coco. Một đấm dùng tay chắn, hai đấm dùng chắn tay, ba đấm là ngất ngây, bốn đấm là... Một đấm ngồi ngay ngắn, hai đấm mặt ngắn ngay, ba đấm là ngất ngây mà bốn đấm là... Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ. Rapping All Star Concert, Live Concert. Duy nhất ngày 30 tháng 1 năm 2021. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2, lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu, độc quyền trên Vion.